Hello, chào mừng mọi người quay lại với kênh Matic Baker Vlog. Thì suốt mấy cái thời gian vừa qua Bảo bận quá, Bảo chưa có làm xong cái video clip nói về cái việc mà lên full cái dàn chân Yamaha R1 cho chiếc Benelli này, Benelli 302R. Hiện tại là Bảo đã lắp xong hết rồi. Bàn thờ thì vẫn giữ bàn thờ của Benelli 302R. Còn đây, hộp từ trên xuống dưới heo. Đây là dàn chân, full dàn chân của Yamaha R1 đời như Bảo nhớ là đời 2006 hay 2008 gì đấy. Heo. Rồi đĩa. Rồi mâm. Đấy. Còn nói về cái dàn chân của nó lắp thì giống như là chứ thả cái kịch cái là vô thôi, đen thui, phục đen. Nói chung thì Bảo cũng dạng như chạy quay, chạy bạo lực ấy, cũng không có xài ABS đâu, tính lên ABS cho xe này nữa mà lười quá, chưa có ý định là sẽ lên ABS một lần. Cũng thôi, chắc cũng không cần lên ABS đâu. Thì trên chiếc xe này hiện tại giờ tất cả mọi thứ đang là real hết. Đấy. À, lên thêm cặp kính. Đây, cặp kính cánh gió. Đây. Mình thích thì mình để mình làm cánh gió ha. Đó. Cặp này thì chỉ có khoảng 900 nghìn thôi. Ngoài ra làm gương được này. Đó, mình dặn làm gương. Rất chắc chắn nha. Đó, cứng ngắc. Có ngàm. Dặn vô thì nó sẽ có cái ngàm đây nè. Đó, chắc lắm. Thì khoảng 900 ngàn một cặp, 890 ngàn. Bạn nào có nhu cầu thì order Bảo nhé. Bảo cảm ơn. Rồi, về cái vấn đề mà lắp cái dàn phục của Yamaha R1 vào thì có gì khó không? Khó. Trên đây thì nó vừa nè, của Benelli 302R. Trên đây nó vừa, ở dưới thì nó không vừa. Là phải gọi là sao ta, theo như anh Duy Anh nó nói là anh phải nong thêm 1 ly, 2 ly gì nữa đó thì mới vừa. Và bây giờ là thả, chỉ có thả là lắp thôi, chứ thực ra cũng có làm gì nhiều đâu. Lúc cái kịch cái là vô rồi, nó đơn giản vậy cho nhanh. Thì tổng chi phí mà làm lại hết cái dàn chân này cho chiếc Bentley thì đâu đó nó khoảng 30 triệu. 30 triệu mua dàn chân không 30 rồi, rồi công lắp này kia tất cả mọi thứ nữa. Vỏ này vỏ cũ mà Bảo chạy nó mòn, còn cái vỏ zin á Bảo bỏ rồi. Sắp tới thì trên cái chiếc này á, thì Bảo sẽ làm thêm một số cái nữa. Bây giờ lên ngoại hình cũng xong hết rồi này, mình cũng có thể là mình ướm thử cái phuộc cũng xong rồi. Thì sắp tới mình có thể mình đòi Bảo có thể là Bảo độ thêm những cái như là của ô lên, phục ô lên vào. Mâm thì cũng dự định là sẽ lên mâm OZ rồi. Heo. Đây mấy con bốn ốc này thôi, cứ một con là khoảng 150 nè. Chủ trước thì cái ốc nó ngắn quá, nó cắn vô có nửa phân à. Thì Bảo thuê cái con nó dài hơn. Ốc này không, đang 150 con, rồi bốn con rồi. Rồi bố bên trong nè, bố bên trong heo cũng thay rồi, tất cả mọi thứ thay hết rồi. Nói chung là vận hành êm ái, ngon, bổ rẻ, đẹp bên. À, mỗi cái thôi, chạy sướng là được ha. Đây, trên chiếc xe này hiện tại giờ có một món đột phát duy nhất nhé. Đây, lon AK Bovic phát học 60. Cái này nó chỉ có giá 2,5 triệu thôi. Thì bên shop là Bảo đang tặng kèm thêm cái cục nhôm cho những anh em nào đi hồng 50 á, thì mình lắp vào đây mình thay cái cục nhôm hồng 50. Đây, đít carbon nhé. Ok, review nhanh thôi. À, sắp tới thì để cho đồng bộ đen thui trù lùi luôn thì chuẩn bị Bảo lên thêm cái ốp gấp, ốp gấp của BMW S1000RR, ốp gấp carbon màu đen, chắn bụng sao carbon luôn. À, bây giờ mình đổ lên cá là xong rồi đó. Bây giờ là giờ tiếp theo mình đổ đồ chơi. Rồi sắp tới chỗ này gắn cây trợ lực nữa nè. Đây,
thiết kế phần này để gắn trợ lực. Bắt đầu thì chưa biết. CNC chẳng 3. Vợ của Bảo thì không thích chơi mô tô, chắc này chia tay luôn, lên yên solo luôn. Rồi, ngoại hình này dàn tem này của AK này đó. Các bạn muốn biết cái dàn tem này của BMW Đức giá nhiêu tiền thì cứ liên hệ AK Decan nhé. Còn về phụ tùng để cho xe có gì cứ liên hệ Bảo nhé. Này clip review nhanh thôi, để có số bạn hỏi ủa anh Bảo anh làm cái xe tới đâu rồi, anh thay dàn chân tới đâu rồi, thì cái video clip này để Bảo muốn để mọi người xem chi tiết ngoại hình em đó. Đây hết nước chấm cho mọi người, giờ không biết cái này gọi là cái màu gì luôn tới bây giờ luôn á. Thần Sport 100% từ Box City giờ lên Thần Sport. Rồi, rất cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi. Xin gặp lại, hẹn gặp lại anh em trong video clip sau. Cũng nhân dịp năm mới tới rồi, chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều bình an, thật nhiều niềm vui và gặp thật nhiều may mắn cùng người thân và gia đình. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại mọi người.